Mời các bạn tìm hiểu ngay các khóa học Kaiwa từ sơ cấp, trung cấp đến Business Kaiwa, các khóa học luyện thi từ N1 đến N5. Đăng ký tại Facebook Tiếng Nhật Một Thầy Một Trò hoặc kc.com qua hình thức học trực tuyến, một giáo viên, một học viên với giáo viên Nhật Bản. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.